Phần 4. Nữ đồng nghiệp cùng cơ quan. Về nhà lại công việc quen thuộc, tập thể dục thể thao cho khỏe dáng đẹp ra, được mỗi cái body nên phải chăm chỉ rèn luyện còn lấy cái mà câu kéo nữa chứ ngày xưa lúc hết cấp 2, cao có hơn mét rưỡi tí, nhìn thấy mấy anh cao to đẹp trai thở dài suốt ngày, cứ nghĩ là cuộc đời mình sẽ hẻo lắm đây thấy U cũng lo lắng, tầm bổ suốt ngày. U còn phát chán lên than, chăm mày ngày đêm mà chả thấy mày cao to được thêm tí nào phí hoài cơm gạo của tao con cũng muốn to cao thêm lắm chứ mẹ ơi đi học bọn nó toàn bắt xếp ở hàng đầu nhiều lúc rõ tuổi thân cũng may lên cấp ba cao vọt được cũng tàng tàng gần mét tám làm bà con tròm xóm cứ đồn ầm là mình ăn nhầm cám con cò nhưng mà lúc ấy vẫn gầy lắm mãi về sau mới béo lên được người ngậm mới ra dáng đàn ông lúc ấy mới dễ đi lừa các bác nhỉ đang tập thì thằng bạn gọi, nội dung là rủ đi nhậu, hôm nay lại còn hứa hẹn giới thiệu cho mình nữa chứ, không được đâu sói à, anh đã có người trong mộng rồi khéo từ chối nó, hẹn bữa khác. Vừa cúp máy thì có tin nhắn từ gái đến, khéo chọn giờ quá. Em về nhà rồi, trời lạnh quá anh ạ. À. Không có anh nên lạnh thế đó. Hi hi, có anh che chắn cho em hết rồi mà. Trừ bom đạn ra là anh không dám thôi anh trông vậy mà cũng nhát gan quá ha ha cười gì mà như đàn ông cười không nhát nhưng còn có việc anh chưa làm được không sao anh cứ để em làm thay hộ anh gái quyết trêu mình đến cùng em không làm thay hộ anh được anh cũng không muốn ai làm hộ anh việc này việc gì mà nghiêm trọng thế anh chăm sóc cho em hi hi anh hâm lắm tám thêm một chút nữa mình lại tập tiếp một hồi ngó đồng hồ cũng đã muộn muộn rồi lên nhà nghỉ ngơi đợi giáo mồ hôi rồi đi tắm thôi tắm rửa vệ sinh cá nhân sạch sẽ cổ cánh thơm phức thêm tí nước hoa cho nó điệu đà xuống nhà báo cáo thầy u đi chơi ta đến với nàng đây trên đường đi cứ nghĩ về em mới đó thôi mà đã thấy nhớ nụ cười tươi ánh mắt vui vẻ tình cảm dành cho mình tiện đường đi mình mua một bó cẩm trướng trông đơn giản thôi nhưng khá đẹp trang trí cũng bắt mắt mình nghĩ là em sẽ thích đến nơi gọi điện cho em xuống anh đợi em một lát nhé ừ hà đáp gọn lỏn chắc em lại điệu đà son phấn rồi lúc ngồi đợi có mấy bé sinh viên cứ chỉ trỏ chưa thấy dai đẹp bao giờ à mà chỉ với trỏ hay là các bé thấy mình giống thằng si tình lãng nhách thế nhỉ có bé còn cười cười nhìn mình gì chứ anh đây mặt dày lắm các em à một lúc sau thì hà cũng bước xuống Uầy, hôm nay nhìn em đẹp quá, tóc buông hở hững, váy trắng đen nổi bật làn da trắng, chiếc mũi thanh tú, và cặp chân nhìn cũng ra trò đấy nhưng điểm thu hút mình vẫn là nụ cười đẹp, hồn nhiên tinh nghịch như nắng mùa xuân, ánh mắt gái ấm áp nhìn mình. Anh đợi em lâu chưa? Mới có 5 phút thôi, anh lại trêu em rồi. Anh có món quà nhỏ cho em, hy vọng em thích nó. Nói rồi mình đưa cho Hà bó hoa. Hà ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn, yêu thế chỉ muốn cho một nụ hôn thôi em cảm ơn ngày gì mà anh lại tặng hoa em vậy không ngày gì nhưng anh thấy thích và muốn tặng cho em anh nghĩ hoa này sẽ hợp với em anh đợi em lát hà lật đật đi lên nhà cất hoa loáng cái đã thấy xuống rồi lên đi người đẹp mình gạt hai cái đỡ chân cho em lên dọc đường đi mình hỏi hà em biết vì sao anh tặng em hoa cẩm trướng không dạ không sao vậy anh anh nghĩ em và loài hoa ấy có nhiều điểm chung hi hi mà điểm gì vậy anh em có biết loài hoa ấy còn D -U -U C gọi là gì không em không biết ạ à. loài hoa đến từ thiên đường hi hi gái cười nụ cười nhẹ như gió vòng tay ấm áp quàng nhẹ qua mình em thích đi bên anh anh cũng vậy bàn tay mình khẽ nắm nhẹ tay em sao anh lại thích đi với em thích một người mà cũng cần lý do hả em Hà lại cười, có lẽ Hà rất vui, cầm gái đã yên vị ở trên vai mình từ lúc nào rồi, đến quán ăn. Xuống xe mình đưa em qua đường, vòng tay qua eo, dắt em qua đường, chẳng thấy gái phản ứng, chắc kết anh dai này rồi. Ưu tiên phụ nữ Mình đưa Hà cuốn menu, hôm nay mình với Hà đi ăn thịt chó, sở trường của mình và em, Hà rất giản dị, vẻ bề ngoài dường như không ăn nhập với tâm hồn bên trong hà thích ngồi ngoài vỉa hè những nơi bình dị chẳng cần phải cao sang cũng giống như mình nơi nào mang lại cho mình sự thoải đều là nơi dừng chân một lát sau đồ ăn đã được bưng ra hà nhận trọng trách pha nước chấm chắc sở trường của hà rồi để hà làm người vợ đảm đang một hôn xem thế nào nhìn hà loay hoay với chanh đường ớt cũng thấy buồn cười để anh phụ cho em thôi để em tự làm cái gì cũng anh em thành quen mất quen càng tốt chứ sao anh đang mong như vậy anh không sợ em lười à không nhìn em là anh biết biết gì vậy em là một người đảm đang hi hi anh làm thầy bói được đấy bói cho riêng mình em nhé khẽ cầm tay hà mình nói cầm tay em là phải trả phí đấy anh đang trả đấy thôi em có thấy gì đâu tình cảm của anh không phải em đang lấy đó hả nhìn thẳng vào mặt hà mình nói em ngượng rụt tay lại, hai má ửng hồng, mình trông thấy vậy thì phì cười, trêu em. Nhìn em giờ dễ thương quá, đỏ hết má rồi kìa. Anh cứ trêu em." Hà giả vờ nũng nịu, giọng hơi hờn dỗi. "Thôi ăn đi em, đói là anh không có sức trêu đâu." Mình và em cùng nhau đánh chén, kêu thêm chai vodka, làm tí rượu cho nó nóng trong người các bác hạ, chủ yếu là mình uống, Hà chỉ nhấp môi thôi rượu ngon lại gái đẹp bên cạnh cuộc đời màu hồng quá mình thì cứ gấp cho em ăn em cũng thoải mái đánh chén thật lực không còn cái vẻ ngại ngần ban đầu nữa lúc sau mình rủ hà thêm món chân đây là món đặc sản của quán mà anh thích gặm món này hả để kéo dài thời gian thôi để làm gì bên em lâu hơn nhìn em mình cười cười anh khéo lắm nhiều lúc em thấy lo lo em lo điều gì anh hiểu mà chắc vẫn dư âm từ cuộc nói chuyện với em nhẹ nhàng nắm tay em nhìn sâu vào đôi mắt đẹp em là một người đặc biệt anh trân trọng và giữ gìn những điều ấy anh còn ám em dài dài không thoát được anh đâu mình trêu hà để giải tỏa bớt sự căng thẳng cho em hi hi em biết rồi ạ à, tại em cứ nghĩ linh tinh chỉ cần em không nghĩ xấu về anh là được tạm thế thôi nhé các bác ngày hôm ấy nhiều chuyện lắm nhưng mỏi tay rồi tạm đến đó thôi Hà trầm ngâm, mình cũng không thể đoán được suy nghĩ trong em bây giờ. Em là một người thẳng thắn tình cảm, cũng khá vũ phàng. Theo mình được biết, em sẵn sàng buông tình cảm nếu cảm thấy nó không hợp với em. Quá khứ em cũng đã vũ một chàng như thế, ra đi không một lời chào tuy nhiên mình cũng chẳng quan tâm những việc ấy cho lắm. Trong tình cảm mình luôn quan niệm cái gì của mình thì sẽ là của mình, không thuộc về mình thì có muốn giữ muốn níu thì cũng trôi thôi. Tình đầu của anh thế nào? Em bỗng hỏi mình em tò mò làm gì mình nói theo phản xạ đây là câu cửa miệng của mình mỗi khi ai nhắc đến vấn đề này tính mình vẫn vậy cái gì làm mình đau thì mình không muốn cầm lên nữa toàn những chuyện đáng quên khơi gơi quá khứ và những kỷ niệm buồn không phải thói quen của mình dạ vậy thôi ạ à. khuôn mặt em ngẩn ngơ chắc không nghĩ mình nói vậy với em thịt chó mắm tôm rượu ngon anh không muốn phá vỡ khung cảnh lãng mạn vì những chuyện như vậy mình cười cũng không muốn em nghĩ ngợi linh tinh nữa nào uống thôi em cầm chén lên cạn với em dạ hi hi hà cười uống thêm chút nữa công cuộc đánh chén cũng xong cơm no rượu say làm thêm cốc trà nóng với điếu thuốc cuộc đời màu hồng ngay xong xuôi mình với gái đứng dậy trên đường ra chỗ lấy xe mình cầm tay gái dẫn đi hà lẽn bẽn theo sau trời khá lạnh gió to quá thấy người gái khẽ run lên váy làm gì cho lạnh hết cả em lạnh à cũng hơi anh ạ à? Em không biết nói dối, thế kia mà kêu hơi mới sợ. Lại đây. Mình vòng tay ôm em, má Hà chạm vào mình, chỉ khoảng 20 giây thôi, dù gì đây vẫn là ngoài đường mà. Ấm hơn chưa em? Dạ ấm lắm anh. Hai má em ửng hồng, nhìn yêu thế không biết. Máy sưởi ấm này chạy bằng cơm, dùng mọi nơi mọi lúc, tiện dụng quá em nhỉ. Hi hi, có thật chỉ cần cơm không thôi chứ. Cần cả cơm và em nữa mới chạy được vậy chỉ cho riêng em thôi nhé em nhìn mình ánh mắt long lanh có lẽ em cũng chờ đợi một câu nói từ mình sẽ là chỉ của riêng em anh hứa lời nói của mình vang lên hòa tan cùng tiếng gió trên đường đi em khẽ ôm mình đã rất lâu rồi mình mới có được cảm giác này bình yên khi đi bên một người bao bộn bề cuộc sống cuốn trôi chỉ là những cảm xúc nông nàn sâu lắng như những kẻ đang yêu mình và em sẽ đi đến đâu hay sẽ chỉ giống như những kẻ qua đường gặp nhau ở ngã tư rồi sẽ lại đơn độc trên con đường của mình có hay không một nơi bình yên mà mình từng mong ước một trái tím đã qua bao sóng gió liệu em có là liều thuốc cho nó không chỉ có thời gian mới trả lời được tỉnh giấc đầu đau như búa bổ trận bia rượu tối qua vẫn còn dư âm em bên cạnh nằm ngoan như mèo đôi môi trúng chím mái tóc ngắn khẽ ngúng ngẩy khi vòng tay ôm trọn em tối qua sao anh uống nhiều vậy không biết chắc anh thấy vui vui hay buồn cả hai, ở bên em mà anh vẫn thấy buồn à. Ánh mắt em phảng phất nỗi buồn, môi mím lại chờ đợi một câu trả lời từ mình, bối rối trong lòng, mình không biết nói gì với em, không muốn mang thêm sự thất vọng cho em nữa. Vui nhiều hơn buồn, em đừng nghĩ nữa. Kéo em lại gần, một nụ hôn nhẹ lên trán em. Đừng xa em nhé. Tiếng em nhẹ như gió, chứa đựng bao tình cảm, sự hờn dỗi bấy lâu. Khẽ thở dài, mình biết làm sao đây? Tình cảm mình dành cho em bây giờ không còn như xưa, em đôi lúc giống như chú mèo ngoan hiền trong vòng tay mình, nhưng đôi lúc lại như một cánh chim, tự do tự tại, chẳng ai có thể níu chân được. Cảm giác này làm mình mệt mỏi, những tháng ngày rong chơi, những cuộc vui bất tận của em làm mình mệt mỏi em vô lo, vô nghĩ quá, đôi lúc nói vu vơ với em. Thấy những cặp vợ chồng kia không? Anh mong anh và em cũng sẽ được như vậy. Em chỉ thích yêu anh mãi thế này thôi chúng mình cũng phải lập gia đình có con chứ em em sợ viễn cảnh gia đình lắm em không dám chắc có thể làm một người vợ hiền đâu mình thở dài đã không biết bao lần mình nói với em những điều này nhưng em dường như vô lo vô nghĩ em luôn trốn tránh những câu hỏi của mình cảm giác dạn nứt ngày càng lớn trong lòng chắc có lẽ ngoài tình yêu dành cho mình ra mình và em không tìm thấy điểm chung trong cuộc sống đây cũng là điều níu giữ một kẻ lãng du như mình anh không hứa nhưng anh sẽ trân trọng từng ngày bên em tính mình xưa nay rất ít khi hứa mình không thích mang lại cho người khác cảm giác hy vọng cũng giống như bản thân mình vậy anh lúc nào cũng vậy không nói dối em được một lần à chỉ là anh luôn thành thật với em hi hi hôm nào về nhà em chơi đi vẫn về suốt mà không về ăn cơm với nhà em em chưa sẵn sàng đâu đừng làm theo cảm xúc em chưa sẵn sàng điểm gì để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc trong mắt người lớn tình yêu là không đủ anh không muốn bố mẹ thất vọng về chuyện tình cảm của hai đứa anh nghĩ em không nghiêm túc em nghiêm túc nhưng ngoài tình cảm em còn quá nhiều niềm vui khác rồi em cũng sẽ chán anh để đi tìm những thứ đó đấy là anh nghĩ thôi đã bao lần em bỏ anh để vui với bạn bè rồi khẽ thở dài mình cũng không muốn tranh cãi với em nữa em cứng đầu lắm giống như bản tính của em em yêu anh cho em thời gian để em thay đổi nhé để thời gian trả lời đi anh không muốn nói trước điều gì một khoảng lặng giữa mình với em có lẽ em và mình đang theo đuổi những suy nghĩ riêng kẻ níu người buông hạnh phúc có lẽ chỉ có tình yêu là không đủ chăng hay mình là một kẻ ích kỷ chạy xe trên đường lòng mình ngổn ngang những suy nghĩ về gái và về những người con gái đã qua ánh mắt và nụ cười này có giữ chân được mình một kẻ vốn lãng du tình cảm là một thứ xa xỉ đôi lúc nó làm mình thấy sợ khi muốn gắn bó với một người sợ sẽ làm thêm một người phải buồn phải khổ khi bước đi bên mình tấp xe vào một công viên mình chọn một góc khá kín đáo mình châm một điếu thuốc giết một hơi thấy ấm người phê thật rượu chè thuốc là đúng là niềm vui của đàn ông quay ra thấy gái đang chăm chú nhìn mình lạ lắm hay không mà nhìn anh kỹ vậy nhìn anh mà cũng không cho à em hơi bĩu môi cắn cho phát dở cho nhưng nhìn thì phải nhớ đừng có quên đấy em thì luôn nhớ chỉ có anh mới hay quên thôi nghệt cả mặt không lẽ gái biết gì về quá khứ của mình rồi sao với em anh sẽ không quên một điều gì hà trầm ngâm mình không thể hiểu được suy nghĩ của em lúc này cảm thấy có một chút rụt rè một chút băn khoăn những người con gái đã từng đi bên anh họ cũng đều được nghe những điều này phải không anh hỏi câu khó thế không biết nhưng ánh mắt em nói lên tất cả em sợ sợ sẽ rơi vào lít đó em muốn nhận một câu trả lời từ mình một câu trả lời chân thật để em có thể tin tưởng có thể gửi gắm hy vọng ở mình châm thêm một điếu thuốc nhìn thẳng vào mắt em mình nhẹ nhàng trả lời anh không lấy tình cảm ra làm trò đùa anh rất trân trọng em và con người em những gì anh nói và làm với em đều xuất phát từ tình cảm em có thể nghi ngờ nhưng anh chắc chắn về những gì anh làm và đã làm anh không hối hận hay tiếc nuối quá khứ vì nó dạy cho anh biết trân trọng những điều trong hiện tại ngừng một lát tiến sát lại gần gái vòng tay của mình đặt lên eo của gái và em bây giờ là hiện tại của anh Hà cúi mặt, hai má ửng hồng, môi mím lại, mình thấy rõ sự thẹn thùng ở em, chắc là đổ rồi chứ gì, thiếu điều là mình ôm em nhưng mình không muốn cái gì quá nhanh. Mình muốn tìm hiểu và cho em biết thêm về con người mình, cũng là cho mình và em một cơ hội thực sự. Nâng cầm em lên, mình trêu Xem cái mặt kìa, nhìn yêu lắm. Yêu thì yêu, ghét là chết với em ngay. Yêu không hết, thì sao anh ghét được? Em hơi tựa người vào mình, cả hai cùng im lặng, có lẽ trong giây phút này, sự im lặng là hợp lý nhất để có thể cùng cảm nhận về nhau, về những điều đã qua, về hiện tại, mình có một cảm giác ấm áp khi đi bên em, một thứ vô định mà mình hằng tìm kiếm. Anh này, tiếng nói nhẹ như gió của Hà vang lên. Ừ, sao em? Em thích cảm giác đi bên anh lắm. Anh lại thích được nhìn ngắm em mỗi ngày nhìn vào em thấy ánh mắt gái long lanh nụ cười mãn nguyện như vừa trúng số độc đắc sao anh lại thích như vậy hà lại tò mò rồi em cho anh điều anh cần đã đủ chưa em em cần hơn một lý do cảm giác muốn gắn bó anh và em hi hi hãy cứ như vậy anh nhé không biết từ lúc nào bàn tay của hà đã trong tay mình sẽ luôn là như vậy tiếng nói của mình hòa cùng tiếng gió những giây phút này mình sẽ không quên hôm trước đi ăn cưới đang ngồi buồn thiêu vì có một mình bà chị đi ngang qua trêu sao buồn thế em em ngắm mãi mà chả thấy ma nào sinh cả thế mà hôm trước chị quảng cáo với treo băng rôn hoành tráng quá cho em ăn dưa bờ hạ ha ha mày chỉ thế là nhanh ý nữa bạn chị đến giới thiệu cho mày một lô đúng là chị em chỉ được cái hiểu ý mình đây là bà chị họ mình kém tuổi nhé các bác hàng việt chất lượng cao nhé chị tương bần với tương đối là không được đâu Xí, chị không để mày phải hụt hẫng đâu. Nói xong, bà chay ra chỗ khác luôn, bỏ lại thằng em trai đang co do vì gió đầu mùa. Ngồi thêm một lát nữa, Tam Tia thấy có em gái xinh xinh, đang loay hoay chạy phụ mấy việc linh tinh, cũng bổ mắt đấy. Em gái không cao lắm, cỡ chừng một mét sáu, nhưng khúc nào ra khúc ấy, nhất là vòng ba này nở, làm mình cứ ngồi nghĩ bậy. Chạy đi tìm bà chị mình, bà ý đang bận buôn chuyện, kéo ghế lại ngồi gần hỏi chị. Bé nào xinh xinh thế hả chị? bạn thân chị đấy mày tha cho nó đi em đã làm gì mà tha với thứ chị nghĩ em trai chị xấu vậy à chả có mèo nào chê mỡ kèm theo một cái biểu môi của bà chị mình mình cũng không hỏi thêm nữa vừa lúc ấy có mấy thằng em đến chạy ra ngồi buôn với chúng nó vậy anh em lâu ngày không gặp cũng có nhiều chuyện để nói loáng cái cũng chuẩn bị vào ăn trước lúc ăn bà có nhờ mình tiếp hộ mấy đứa bạn nghe mà oải mấy hôm đã rượu chè be bé bét rồi giờ thấy rượu chỉ muốn chạy nhưng chị nhờ thì làm sao trốn được. Ngồi mâm có mình với thằng em, thêm bốn đứa bạn của chị mâm bên cạnh, quể oải cầm đũa lên, mời mọi người ăn uống và một chén thủ tục cảm ơn. Rượu vừa nặng vừa khó nuốt, mình thiếu điều muốn chảy nước mắt, ngồi xuống đá mắt sang mâm bên cạnh, thấy có em gái xinh xinh kia. Tinh thần mình phấn chấn hẳn lên, một công đôi việc rồi, thế là nhấc mông, cầm chén rượu qua bên kia mời vừa là để cảm ơn, vừa để tâm tia em gái xinh xinh mình lược bỏ đoạn này nhé nói sơ là có uống rượu qua lại một vài chén cũng giới thiệu về bản thân mình tuổi tác nghề nghiệp ngó quá thấy em gái nhìn mình cười mấy lần hôm ấy mặc cái áo sơ mi áo len cổ tim bên ngoài giày đen quần bò nhìn cũng phong trần phết ngồi ăn uống một hồi thì cũng xong mọi người tản hết em gái xinh xinh chay ra rót nước cho mọi người xong em ngồi ngay gần mình cơ hội đây rồi chứ đâu mình kêu em uống nước rồi bắt chuyện em là bạn của chị à vâng ạ à, em chơi thân với chị ừ anh cũng ít gặp bà ấy may hôm nay gặp được cả em và bà ấy gặp em thì bình thương chứ có gì mà may em chăm chỉ thế anh thấy bà chị anh may mắn vì có một người bạn như vậy em lười lắm có gì mà chăm chỉ đâu anh nãy anh thấy em chạy đi pha nước với chuẩn bị suốt như vậy là chăm rồi chuyện nhỏ mà anh có gì đâu Nhỏ nhưng nếu là anh thì anh không làm được đâu. Hì, anh đi làm chưa? Anh đi làm rồi, còn em? Em cũng đi làm rồi ạ, à. em làm ở đâu? Nói nãy giờ mà chưa biết tên em. Dạ em tên Loan ạ, à. giọng em nghe ngọt ngào lắm các bác, nhất là qua điện thoại thì nghe muốn êm du như rót mật vào tai. Tám thêm một tí nữa thì em gái phải đi có việc, mình thì cũng đã có được số điện thoại của em gái, giờ ngồi uống nước, vảnh dâu thôi. Lúc đi ra ngoài cho thoáng thì thấy em gái cứ loay hoay bên thằng em mình, mặt em gái hơi đỏ, em gái với thằng em mình có quen biết bạn bè, hóa ra em gái mặc hơi ít áo, lạnh nên đang hỏi thằng em mình mượn áo, mà ông em thì còn mỏng dính hơn, có mỗi cái áo sơ mi với cái áo khoác bên ngoài, áo khoác của mình thì đang cầm tay, liền đưa cho em gái. Em khoác tạm đi, áo anh vẫn còn thơm mùi con pho. Mình cười cười với em gái. Em gái có vẻ ngại ngại, mặt hơi đỏ nói với mình: Dạ thôi anh ạ, à, em thế này đi cũng được. Xem em kìa, tự dối lòng làm gì, coi như anh cho thuê, lát về trả công là được. Không đắt không rẻ đâu, dễ trả lắm. Là gì anh? Lát nữa ngồi nói chuyện rót nước chè cho anh uống là được. Hi hi. Ngại ngùng một lúc em gái cũng cầm áo khoác của mình, nhưng cái khóa em gái kéo mãi không lên được, cũng tại cấu tạo nó hơi đặc biệt, nhìn em gái loay hoay mình đứng đó tí phi cười. Để anh giúp em, em đứng thẳng lên nói rồi mình nhẹ nhàng kéo khóa lên giúp em gái em gái lúc này đứng im như tượng trời lạnh hai má hơi ửng hồng chắc vì ngượng áo đã mượn lại còn phải nhờ chính chủ phụ mặc nữa em cảm ơn ơn nghĩa cất đi ý về cho anh xin một cốc nước chè là được cái đó thì dễ thôi anh anh đợi cái dễ đó ở đây em đi từ từ thôi nhé vâng ạ xong xuôi em lấy xe máy đi ra mình thì ngồi tám với mấy thằng em có ông em dạo này thấy gái gú kinh lắm ngày xưa thì nó lành như bụt đúng là trai càng ngoan càng dễ hư lúc sau thấy em gái về mặt mũi bịt kín chả hở chỗ nào có vẻ em gái cũng chịu lạnh kém mặc như vậy mà vẫn ra kêu với mình lạnh quá anh à mình cười cười trêu em gái lạnh vậy đàn ông mới lên giá chứ có mà giá đỗ ấy em gái bĩu môi em gái trang điểm môi hồng mũi cao nhìn mà muốn cắn quá thế mà cái giá đỗ ấy nó vừa sưởi ấm em đấy mình chỉ vào cái áo em gái đang khoác em gái lúc này lại cười định cởi áo ra đưa lại cho mình em vừa đi về lạnh cứ dùng tạm đi lát đưa anh cũng được hì vâng ạ à, vào thôi anh nhỉ ừ anh cũng đang mong chén chè của em mình với em gái vào trong mọi người đang uống nước em gái rót cho mình một chén chè nóng rút thêm điếu thuốc làm hơi tê tái ấm lòng người lính rồi mình gật gù với em gái cầm kỳ thi họa giai nhân bên cạnh thì còn gì hơn em nhỉ em không hiểu nước chè thuốc lá em nữa đủ bộ ba rồi em gái cười cười mình tám với em gái một lúc nữa cũng khá vui ông chú gọi điện có công chuyện chào em mình bước ra ngoài thấy ông đợi sẵn rồi trước lúc đi móc điện thoại ra nhắn chào tạm biệt em gái trong lòng phấp phới về một thử thách mới cái bản tình ham vui của mình lại trỗi dậy nhưng chợt nghĩ về gái thấy cũng run run trong lòng thôi kệ cái gì đến sẽ đến băn khoăn nhiều mệt mỏi mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi